Chuyển đổi số trong đó có hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt là một chủ trương lớn mà các địa phương trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực triển khai thực hiện. Hiện nay, thói quen thanh toán của người dân đang dần có những thay đổi, trở thành đòn bẩy quan trọng thúc đẩy nhanh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, tiến tới một xã hội không dùng tiền mặt. Tại chợ gạo thành phố Hưng Yên, hầu hết các chủ sạp quầy bán hàng đều chấp nhận thanh toán trực tuyến có bảng mã QR tại quầy để khách hàng, người dân mua hàng quét mã và thanh toán. Chỉ bằng thao tác đơn giản, nhập số tiền thanh toán, hoàn tất giao dịch rất nhanh chóng và tiện lợi. Hơn năm nay là tôi đi đâu tôi cũng dùng cái tài khoản, nó rất là hữu ích mà nó cảm thấy là nó tiện, có thể là không bị đánh mất, đánh rơi. Nhưng mà cuối ngày tôi về tôi có thể kiểm tra được tài khoản của mình là tôi đã tiêu mua gì trong ngày. Từ học sinh cho đến người già bây giờ cũng biết chuyển khoản, tiện cho cả người bán hàng, cả người mua. Ví dụ như là người ta mang tiền mặt đi thì có thể là ít mới nhiều chẳng hạn, đến lúc mà mình lại giao dịch mình trả tiền hàng thì nó cũng tiện hơn. Các hình thức thanh toán như vậy giúp hạn chế lượng tiền mặt trong lưu thông, giảm chi phí xã hội, mở rộng không gian, rút ngắn thời gian cho quá trình mua bán hàng hóa và dịch vụ. Để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó có cả nhiệm vụ thông tin truyền thông, tư vấn và hướng dẫn khách hàng người dân sử dụng những sản phẩm dịch vụ thanh toán chuyển tiền tiện ích và tiện lợi. Đa phần là dùng chỉ chiếc điện thoại là xử lý hết được mọi việc. Đó, thậm chí là có những hôm mà đi uống nước quên cầm theo tiền lẻ, nhưng mà các cô bán nước cũng có những mã QR đó chuyển và thanh toán mấy nghìn cũng rất là hợp lý cho người dân, thuận tiện. Chúng tôi được các bạn nhân viên ngân hàng chăm sóc nhiệt tình, khi có nhu cầu mở cái mã quét QR này các bạn mang đến đầy đủ các bộ như ví dụ như cái này để cho chúng tôi được phục vụ khách hàng, nó thuận tiện hơn rất chi là nhiều. Có thể thấy việc thanh toán không dùng tiền mặt đang trở thành xu thế mới hiện nay bởi những tiện ích mà nó mang lại. Đây sẽ là sự lựa chọn của nhiều người trong thời gian tới, từng bước thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt trong chi tiêu mua sắm và kinh doanh, qua đó góp phần giúp Hưng Yên thực hiện chuyển đổi số thành công trên tất cả các lĩnh vực, hướng đến xây dựng chính quyền số, công dân số trong tương lai.